Hello, chào em. Ê, này ta cùng nhau đi săn đồ chơi nha. Xem nào. Không biết là tìm đồ chơi ở đâu bây giờ. Sẽ đi ra đằng này đi xem có đồ chơi gì không. Rất là nhiều cây cối này. Ý. Ở đây có đồ chơi này các em này. Wow. Chỗ này có rất là nhiều cây cỏ này. Xem nào. Một chiếc xe ô tô này, xe buýt này, xe tải quân đội này, máy bay. Đây là một chiếc xe buýt tay do này. Đây có cả một bạn chó cứu hộ em nhé. Bạn chó cứu hộ màu xanh này, chó màu đỏ này. Bạn này sẽ chở, bạn này sẽ lái chiếc xe cứu hỏa nhé. Xe chữa cháy nữa đây. Tàu hỏa này. Ê, tàu hỏa này kèm cả máy xúc luôn này các này. Đấy. Tàu hỏa máy xúc nha. Ok. Được, tìm được khá là nhiều đồ chơi rồi đấy. Tiếp tục đi thôi. Đây có gì đó này các em đây. Cùng lại gần đây xem nào nha. Wow. Các em ơi, ở đây vẫn còn rất là nhiều đồ chơi này. Ê, rất là nhiều các cái chiếc xe ô tô này. Ta sẽ cùng xem nha. Đó, có cả một chiếc xe đang bị hỏng này. Rồi, sẽ cùng nhặt các cái món đồ chơi này vào thôi nhé. Ý, xem nào. Đầu tiên, một chiếc xe xúc lật này. Đó, rõ đấy. Đây là một mẫu xe quân sự này. Ý, rất là đẹp luôn nha. Rồi này, tiếp theo xem nào. Đây cũng là một mẫu xe quân sự này. Đó. Xe đầu kim loại nhé. Rất là đẹp luôn đấy các em ạ. Ok. Xe buýt này, đây là xe buýt đưa đón học sinh nha. Xe buýt trường học. Một chiếc xe buýt màu vàng. Xe tải, xe container này. Đấy. Cho vào gió đấy. Đây là một chiếc xe buýt 2 tầng này. Đấy, cửa này. Đấy, ta chạm vào cửa nó sẽ phát nhạc nha. Đó. Rất là hay luôn. Okay. Cho xe vào. Tiếp tục này. Đây là một chiếc xe máy này. Xe cảnh sát nha. Rất là đẹp luôn. Ê, có cả còi luôn. Rồi, tiếp tục này, lại một chiếc xe quân sự nữa nha. Rất là nhiều xe quân sự luôn em nha. Xe rất là đẹp đấy. Ok. Xe quân sự nữa này. Xoay được nha. Rồi, cho vào gió này. Vậy hôm nay ta tìm rất là nhiều các cái mẫu xe quân sự rồi nhé. Nòng pháo này. Đầu xe này. Đẹp chưa? Ê, lại một chiếc xe nữa này. Ê, có cả nòng súng bên trên nhằm bắn nha. Xoay được đây. Đó. Đây chạy nha. Rồi ok.
Cuối cùng này em thấy là ở đây có một chiếc xe đã bị hỏng này. Biết là xe gì luôn. Ê, đầu xe à, đây là một chiếc xe khủng long. Ta sẽ lắc xem nào nhé. Đầu xe này à, bắt ốc vít vào đây nha. Đây là một chiếc xe khủng long. Ê, chà. Rồi, đầu xe này. Đây là một chiếc xe cần cầu khủng long. Sẽ lắp vào nào. Lắp ốc vít vào nha. Ok, đi, xong rồi nha. Một chiếc xe cần cầu khủng long rất to và đẹp luôn nha. Giờ sẽ lắp bánh xe thôi. Bánh sau này. Rồi. Đó. Đã xong nha. Đi, đẹp chưa? Rồi, các em cùng xem này. Nay ta đã tìm kiếm và sửa chữa được rất là nhiều các chiếc xe đồ chơi nha. Rất là nhiều các chiếc xe quân sự và cả một chiếc xe cần cầu khủng long này. Rồi, cùng mang các cái món đồ chơi này về thôi nha. Xin chào các em.